Cảm ơn cậu. Cậu về đi. Lam, tôi đã nói là cậu về đi mà. Bình thường thì gọi là em, xưng chị. Giờ lại tôi à? Nếu không thì gọi là anh luôn được. Tôi không thích bị người ta nhìn. Chỉ cần Lam muốn là được. Cường à, chuyện tối hôm qua chỉ là sự cố thôi. Và giữa hai chúng ta cũng chỉ là chuyện qua đường. Tôi nghĩ rằng cậu đủ thông minh để hiểu giữa hai chúng ta không hề có gì ràng buộc cả. Tất nhiên là... tôi không cần quan tâm là cậu nghĩ gì. Chấm hết là chấm hết. Lam, Lam, Cường không yêu cầu trách nhiệm, nhưng tình cảm thì là thật. Sự quan tâm của Cường với Lam thời gian qua Lam còn không tin à? Cường biết Lam cũng không dửng dưng với Cường. Xin Lam đấy, cho Cường một cơ hội, một tuần thôi. Nếu như Lam vẫn không có một chút tình cảm gì với Cường thì chúng ta đường ai nấy đi. Cường sẽ không làm phiền Lam nữa. Chuyện đêm qua ấy, mình đã rất vui vẻ mà. Đêm qua ấy, chỉ là tôi quá say. Tôi đã nói với cậu rồi, và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này thêm một lần nữa. Tôi không thích bị người ta đàm tiếng. Thế nên mới có chuyện đêm qua. Đấy là người mà Lam sợ bị hiểu lầm à? Lần trước thấy mình anh ấy cũng rất lạnh nhạt. Người ta không quan tâm đến chị như Cường đâu. Hãy đối xử tốt với bản thân mình. Kể cả để Lam lợi dụng, chọc tức anh ta, Cường sẵn lòng. Anh khỏi phải gọi, con nó ngủ say lắm. Thọ ơi! Thọ! Thọ ơi! Thọ ơi!